đưa sản phẩm ra xong rồi cho khách hàng xong rồi chị thấy nó có xà xào á. Chưa chưa chưa, dạo gần đây nó còn có thêm cái phần là em ơi em có thể thiết kế được sẽ cho wow. Wow thì là wow á, em wow á em. Thì cái đó là liệu có phải là mình không bao giờ có thể hiểu được khách hàng sẽ muốn gì chứ. Khác biệt quá, đồng ý hả? Giờ rất là nhanh, xin để cho thêm một cái góc nhìn hay là một cái idea nào đó ý tưởng. Không, tại vì cái này mình nghĩ là sao ta bản thân thẳng nha. Sao sao mà? Ừ thẳng. Hàm là những cái thứ gì đó không phải là chuyên môn của mình. Ví dụ như bạn thành thị dân số mà ra bạn làm một cái banner poster gì trong một cuộc rất là hạnh thôi. Anh thấy nó sao sao, nó thấy nó không có đẹp. Nhưng mà đúng là mình đâu có chuyên môn đâu để mình nói cho bạn biết được là nó phải thay đổi như thế nào, thay đổi như thế nào. Có thể nói là từ cái này nhìn kiểu trẻ con của anh muốn nó sang lên, được fashionable hơn. Rồi, hello hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của chúng ta ngày hôm nay. Cũng như mọi lần thì lần này Nghi Nghi được đón tiếp hai vị khách mời của mình là Hạnh Lê và Đỗ Đức Quang. Thì chào Hạnh Lê và Đỗ Đức Quang, chứ hai bạn có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình để cho những người đang xem có thể biết được thêm hay không ha. Chắc là mời Hạnh Lê trước. Ok, xin chào mọi người. Mình là Hạnh Lê ha. Hiện tại thì mình là co-founder và là COO của PMAX, một Total Performance Marketing Agency. Đến giờ này thì chắc là Hạnh có khoảng 12 năm kinh nghiệm trong ngành về lĩnh vực gọi là Digital Marketing và là thương mại điện tử. Nãy Hạnh nói thì là Hạnh đang làm ở PMAX thì là 7 năm ở PMAX. Hơn 7 năm ở PMAX và có hơn 4 năm ở Lazada. Rồi, rất là vui mừng được gặp Hạnh ngày hôm nay, tại vì Nghi cũng biết Hạnh cũng lâu lắm rồi đấy, mà hôm nay mới có dịp được ngồi chung một bàn ở đây để chúng ta có thể trao đổi với nhau về chủ đề này. Đỗ Đức Quang ơi, em có thể nói một chút xíu về mình được hay không? Chào các anh chị và chào các bạn đang nghe podcast này. Thì em tên là Đức Quang, thì em có đâu đó 2 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo. Thì vị trí của em là một strategic planner. Thì với vai trò của em hiện tại á, thì em hay gọi là làm việc chung với những cái bạn bên agency và đồng thời là cũng gọi là client facing khá là nhiều. Cho nên là hopefully là hôm nay là mình có thể đem một số cái góc nhìn của người trẻ đến cho các bạn đang nghe podcast của mình ngày hôm nay. Welcome em. Ở mỗi những cái chương trình á thì thông thường sẽ có một cái gọi là cái câu hỏi warm up giống như là signature question gì á. Vậy thì ở đây thì Nghi Nghi cũng có chuẩn bị một cái câu hỏi là nếu như mà mọi người, mình làm trong lĩnh vực marketing mà, nhưng mà nếu như mà chúng ta lựa chọn một cái nền tảng ứng dụng mạng xã hội để có thể miêu tả chính xác về mình nhất, thì Quang và Hạnh sẽ chọn gì? Mời Quang trước đi, ưu tiên cho em Út. Thì mặc dù em là một Gen Z nhưng mà khá là lạ khi mà em chọn LinkedIn để mô tả về em. Thì lý do lớn nhất em chọn LinkedIn là tại vì em thấy rằng LinkedIn sẽ là một nơi khá là thú vị để mọi người kết nối lẫn nhau. Và em cũng gọi là có một số cái cơ hội để gọi là gặp mặt một số cái anh chị làm ngành và không chỉ ở Việt Nam mà ở trên những cái nước khác trên thế giới. Chẳng hạn như là em có một lần em có một cái quảng cáo Thái Lan rất là hay, và em đã vô em stalk cái LinkedIn của cái anh CD để làm cái quảng cáo Thái đó hoặc là những cái quảng cáo khác ở trên thế giới để mình xem là cái góc nhìn hoặc là cái thinking của những anh chị đó như thế nào. Đó thì em sử dụng LinkedIn khá là nhiều hơn những nền tảng khác. Nhưng mà nó tương đồng như thế nào với tính cách của em? Em nghĩ rằng cái tính cách của em nghĩ nó là câu chuyện là mình thích dành cái thời gian chất lượng. Mình thích gọi là nói chuyện với những cái người mới để hiểu thêm về cái góc nhìn của họ, cái tư duy làm nghề của họ. Đó thì đó là cái sự tò mò và cái sự muốn gọi là tìm hiểu thêm của em. Chị thì khi mà nghe câu trả lời của em thì chị chỉ ấn tượng với cái gọi là quảng cáo Thái, tại vì chị từng có một cái podcast trước đó với một bạn, thì bạn nó cũng mê quảng cáo Thái Lan lắm, cho nên là tự nhiên nhắc tới các cái chị nhớ tới con bé liền. Hạnh ơi, thế thì còn Hạnh thì sao? Nghe Hoàng trả lời xong thấy áp lực ngay luôn. sao áp lực thì bởi vậy hay quá người... áp lực là đúng chủ đề ngày hôm nay của mình luôn. Thấy người trẻ mà ta chọn nền tảng LinkedIn, còn mình thì cũng chắc cũng tuổi già sắp ập đến rồi, mà nền tảng mà nếu Hạnh chọn thì Hạnh sẽ chọn đó là TikTok. Trẻ hóa.
TikTok cho nên là giờ trẻ hóa đúng không, mới nói tuổi già. Ừ, thực ra là không phải là Hạnh đam mê TikTok, không phải là hệ chơi TikTok nha. Gần đây mới bắt đầu lên trển mày mò tạo một cái channel cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà cái Hạnh nghĩ là Hạnh chọn TikTok bởi vì nó có những cái đặc tính mà anh thấy nó tương đồng với lại tính cách của mình. Thứ nhất là nó gọi là chân thành, nghĩa là nhìn nó rất là thật. TikTok chân thành, và gần gũi. Mọi người thấy không, quảng cáo video trên TikTok thì sẽ mang tính gần gũi hơn các nền tảng khác. Và một cái nữa là cái này là cái Hạnh thích thôi, là cái tính giải trí. Là Hạnh có tính giải trí. Hạnh nghĩ là Hạnh cũng có một chút tính một chút màu sắc giải trí. Ok, nghe cũng có vẻ là hơi giải trí rồi đó mọi người. Rồi, cảm ơn Hạnh với lại Quang nhiều. Nghi muốn tìm hiểu sâu thêm một chút xíu về về hai bạn. Hạnh ơi, Hạnh có thể share thêm cho Nghi biết rằng là cái cơ duyên đầu tiên nào mà mình vào nghề. Hạnh làm nghề bao nhiêu năm rồi ha? Nói 12 năm. 12 năm, dạ, 12 năm. Thì lúc đầu mình xác định như thế nào mà mình bước chân vào nghề marketing? Hạnh nghĩ là mọi người hay nghe câu là gì ta? Nghề chọn người ha, người không có chọn được nghề á, thì anh hay nghĩ là nó đúng với lại cái trường hợp của mình. Thực ra thì Hạnh học về tài chính ngân hàng. Và khi mà kiểu học xong đi thực tập á, thì cũng thực tập ngân hàng nhưng mà thực tập chỉ để làm xong luận văn thôi. Rồi sau đó mình lúc đó mình vẫn còn rảnh, chưa tốt nghiệp, thì mình kiếm coi có vị trí gì mà kiểu có thêm thu nhập. Thì lúc đó Hạnh thấy ở Lazada đang tuyển vị trí intern. Và họ trả, thời điểm đó là Hạnh thấy là cao, 250 đô Hạnh còn nhớ. Cao rồi. Thì Hạnh apply chỉ vì để kiểu kiếm thêm thu nhập thôi. Do đó thì họ cho mình làm online marketing. Rồi cái bắt đầu. Thế thì mình có những cái thăng trầm khi mà từ cái thời điểm mà mình bước chân vào Lazada cho tới thời điểm hiện tại luôn không? Mình lướt nhanh, thật nhanh qua những cái... Đúng rồi. Tại vì những cái thăng trầm đó đôi khi sẽ có những cái buồn. Thì mình lướt qua cái buồn đi, mình đi tới những cái nào mà nhanh, vui. May là Hạnh cũng không có cái buồn để mà lướt nữa. Ở Lazada thì hơn 4 năm. Nhưng mà Hạnh nhớ là số lần Hạnh xin nghỉ á là khoảng 4-5 lần. Và cứ mỗi lần xin nghỉ đó, đơn giản là trừ lần đầu tiên xin nghỉ là kiểu mình có một chút áp lực về chuyện là mình học ngành tài chính. Mình thấy bạn bè mình đi ra làm ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư. Hồi đó mình học cũng được lắm. Mà tự nhiên mình thấy bây giờ mình làm công ty hồi đó Lazada, mẹ còn kêu, mẹ hỏi làm gì vậy con, kêu là bán hàng online, cái mẹ kêu lừa đảo hả? Áp lực kiểu cái chuyện mà chưa hiểu về những cái khái niệm đó đúng không? Đúng rồi, rồi mình thấy bạn bè mình đi theo một cái hướng, đi đúng một cái đứa học. Thì mình cứ lăn tăn, mình cứ xin sếp nghỉ là thôi cho em nghỉ để em quay lại với lại ngành nghề của em. Thì chỉ có lần đó là xin nghỉ kiểu hơi kiểu một cái lý do hơi ngớ ngẩn là vậy. Còn những lần tiếp theo thì nó chung một cái lý do, đó là tại thời điểm đó mình thấy là cái công việc nó quá dễ với mình rồi, kiểu mình không thấy mình còn học được gì ở công việc đó nữa. Thì mỗi lần như vậy thì thường sếp sẽ kiểu luân chuyển cho mình thêm một cái vị trí mới, tăng lương, mê tiền. Ai chúng ta cũng mê tiền. thì đó, đến lần thứ năm là tại vì lúc này là Hạnh cũng đã được rotate rất là nhiều vị trí ở Lazada rồi, từ làm digital marketing cho đến làm mobile, xong rồi đi qua làm về campaign merchandising. Nói chung là gần như là toàn bộ marketing là luân chuyển xong rồi. Thì lúc đó Hạnh thấy là cơ bản giờ có chuyển qua vị trí khác ở Lazada thì Hạnh cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, chỉ không thấy sợ. Quen thì, đúng rồi, lúc này mình nghĩ một hồi mình thấy giờ làm chuyện gì cho mình thấy sợ thì mình thấy ồ thôi chắc ra mở công ty đi, chắc là nghe là thấy sợ, thấy sợ. Thế là xin sếp nghỉ. Thì lần đó thì với cái mong muốn đó của mình thì mình muốn ra làm startup mà sếp đâu có sự lựa chọn nào khác đâu. Thì sếp cũng lúc đó thì sếp cũng kiểu rất là động viên mình, cổ vũ mình để ra làm riêng. Và hiện tại bây giờ là mình vẫn đang là gọi là mình đã phát triển từ lúc đó cho tới bây giờ luôn. Lúc đó là mình ra mở BMAX. Bây giờ BMAX được 7 năm rồi. Thì BMAX lâu lắm rồi ha. Cái phát triển và cái hay là cái người sếp cuối cùng mình xin nghỉ á, thì bây giờ là làm chung với mình.
kéo sếp về luôn rồi. Hay quá vậy. Sếp thì chắc là sếp cũng mong muốn đi cùng chung cho vui lâu lắm rồi đúng không? Mà cho Nghi hỏi thêm nha. Thế thì trong cái thời gian mà mình làm nghề lâu như vậy ha, cũng 12 năm mà cũng gọi là thế hệ xem nha. Thì có những cái giá trị cốt lõi nào trong nghề của marketing mà nó gọi là neo Hạnh lại bám nhất nghề? Hạnh nghĩ là cái giá trị đó theo đuổi Hạnh kiểu từ hồi ở Lazada. Và hồi cái đó nó ngắm đến lúc mà Hạnh ra mở Vmax bây giờ. Cũng vì cái đó mà Hạnh thấy là Hạnh vẫn còn muốn làm nghề. Đó là cái chữ mà Hạnh định vị công ty lúc mở là Performance Marketing. Vì bởi vì Hạnh nghĩ rằng là làm marketing nhưng mà phải mang lại một cái business impact, business result. Hồi đó mình làm ở Lazada mình cũng thấy, mình thấy rất rõ là cái mình tác động được, mình giúp được công ty và các chiến dịch kiểu marketing của mình chi 1 đồng mình thu về cho công ty 10 đồng. Mình tìm cách làm sao để tối ưu nó liên tục. Thì lúc mình ra mở Vmax thì mình cũng với cái tư tâm thế là mình làm với khách hàng thì mình luôn luôn nhìn tới cái câu chuyện là mình làm hỗ trợ khách hàng làm campaign này nó giúp khách hàng để mà khách hàng có thể làm cho business của khách hàng tốt hơn. Ok, cảm ơn Hạnh nhiều. Quay lại với lại Quang đi. Những mới quá em ha, mới vào nghề cũng chưa có chân ráo em nhỉ. Thì thật ra có một cái này khá là thú vị, đó là hồi đó em thi đại học thì nghe theo ba mẹ nghe nghề hot đi học IT. Ba mẹ hả? Ba mẹ dẫn vô hả? Sau đó là học 3 tháng IT thì thấy nó không hợp với mình quá. Thế là lúc đó là đang cũng hơi bấn loạn và muốn chuyển ngành. Thì lúc đó là có đi hỏi một anh thầy, gọi là nếu như em học IT không được thì em phải học ngành nào? Thầy giáo hay thầy bói em? Thầy giáo luôn. Thì cũng hên là thầy đó là có một cái bằng business, master business degree. Thì thầy có bảo là em có thể thử qua bên marketing, thử digital marketing xem như thế nào. Thì em quyết định em nghe thầy và em đi theo luôn. Thì đến lúc mà qua thì lại tự nhiên phát hiện là hình như mình không thích digital marketing nhiều đến như vậy. Xong cũng loay hoay một hồi thì cũng đi những cái bên hướng nghiệp, cố gắng tìm. Lúc đó là mình bắt đầu mình thấy là mình bị trì trệ trong cái câu chuyện là mình không có chủ động. Mình phải chủ động hơn trong câu chuyện là đi hỏi người này người kia, hỏi những anh chị lớn hơn. Thì lúc đó là em có gặp một anh, thì anh đó là làm cái ngành hiện tại của em luôn, là ngành quảng cáo và cũng làm vị trí gọi là strategic planner luôn. Và em gọi là idol, thần tượng ảnh, sư phụ à. Giống như sư phụ. Thần tượng ảnh trong suốt gọi là 2 năm liền, và mỗi ngày là đều học từ ảnh một miếng. Thế là sau khi mà mình ra trường cái là mình đi theo anh luôn. Mình vô mình làm cùng agency luôn. Rồi bây giờ có làm agency đó nữa không hay là vẫn đang làm agency hiện tại của mình luôn. Nè, hay ha, vậy là hai anh em vẫn đang làm chung với nhau. Dạ, vẫn đang làm chung với nhau. Thế thì dù là mới nhưng mà trong quá trình mà mình làm á, mình sẽ học hỏi và mình sẽ bắt đầu mình mài dũa và mình hình thành nên một cái những cái giá trị riêng trong cái nghề của mình. Thì ở cái vị trí của em á, khi mà em làm về planner á, thì cái giá trị và cái cách nhìn nhận của em về nghề ra sao? Em nghĩ là cái cách nhìn nhận của em đó là câu chuyện là em luôn luôn đặt người tiêu dùng lên hàng đầu. Tức là hồi đó có một lần em đi thuộc một cái cuộc thi giải case, giải business case, và khi mà em mới vô nghề em được nghe một cái câu là everything starts with consumer, tức là mọi thứ đều bắt đầu từ người tiêu dùng, từ người khách hàng của mình. Thì khi em đi thi giải cuộc thi đó, mọi thứ nó đều về gọi là business, nào là số sale, nào là business grow, nào là business problem. Thì lúc đó em mới tự hỏi là ủa vậy thì người tiêu dùng đang ở đâu? Và lúc đó là em mới nhận ra là mình ngoài cái câu chuyện là mình gọi là quan tâm đến cái business performance mình ra, thì lúc đó là mình còn phải xem xét, mình còn phải quan tâm nhiều hơn đến người tiêu dùng nhiều hơn nữa. Và cái vị trí hiện tại em đang làm thì em được một cái cơ hội là mình gặp mà mình nói chuyện với người tiêu dùng hàng ngày. Nó có thể là một người rất giàu, một người lương trung bình, có thể là một người gọi là lái xe Mercedes, có thể là một người ăn mì gói sống qua ngày. Và thậm chí là em có một lần em làm ở trong công ty á, em đi hỏi một cô tập vụ, một cô lao công là cách sử dụng cái lò vi sóng này như thế nào. Và từ đó là em đem những cái chia sẻ của cô đó và em đã làm một cái campaign đó, dựa trên cái suy nghĩ của cô đó về gọi là thế hệ trẻ ngày nay không biết dùng lò vi sóng. Đúng không? Thì đó là những cái gọi là cơ hội thú để mình nha. Gọi là nhìn cái góc độ của người tiêu dùng thôi. Thì với cô đó thì có thể cô đó là một người mẹ hoặc là một người bà với mình thôi. Đó thì đó là cái mà vẫn giữ em làm cái nghề này, tức là mình không chỉ gọi là giải quyết cái vấn đề của doanh nghiệp
mà mình còn có những cái làm việc chung với người tiêu dùng ngoài kia nữa. Nghề này thì có đam mê, cũng vui, mang lại rất là nhiều thứ cho mình. Mà dĩ nhiên khi mà mình có cái gì đó thì mình cũng sẽ phải gọi là mình lao động cực lực để mà mình đáp lại, đúng không? Thì nó sẽ mang theo về áp lực. Chắc chắn ngày nào cũng có áp lực, nhưng mà không biết rằng là áp lực trong cái lĩnh vực là marketing đó, thì nó như thế nào. Và nhân đây luôn á, thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta mang tên rằng là áp lực này biết kể cùng ai. Và ba mình ở đây là để hôm nay sẽ nói về áp lực, tất cả mọi hình dáng, mọi hình thức của áp lực nó hiện hữu ra trong cái nghề của mình. Khi mà mình rời khỏi cái nơi làm việc rồi, mình về tới nhà thì cái áp lực đó nó có còn về tới nhà theo mình hay không, hay là để nó ngoài cửa xong rồi mình đi vô và mình control nó như thế nào. Vậy thì bây giờ câu hỏi của Nghi á, là Nghi muốn biết là áp lực mà ngày xưa mà Hạnh á, mà mới vào nghề xong rồi mình đi thêm một chặng đường dài hơn, rồi sau sau đây giờ là mình bắt đầu mình start up, mình làm, mình mở rộng hơn, rồi sau này sẽ còn phát triển hơn nữa, thì có những cái cấp độ về áp lực nó khác nhau không? Có level nó có khác nhau không? Hay là có cái gì để mình nhận diện ra là nó sự khác biệt rõ rệt không? Hay như nhau hết? Anh nghĩ là sao ta? Thường thì anh thấy rằng là áp lực tại thời điểm đó mình sẽ thấy nó lớn. Nhưng mà lúc mình vượt qua rồi á, xong mình nhìn nó lại thì mình lại thấy là chuyện nhỏ quá. Bây giờ kể lại thì cũng ráng kể lại thôi, nhưng mà giờ bây giờ nhìn nó lại thì thấy nó nhỏ quá nha. Ủa vậy cái đó mình có xem nó như là một cái tip được không ta? Tức là giờ nếu như mà có một cái áp lực nào đó thì mình nên khoan xử lý nó đã. Mình giả vờ như là mình đứng ở 5 năm mình nhìn lại đi. Được không? Đúng không? Thì liệu đó, Nghi đang hỏi đó, cái đó cũng là một cái tip cũng thú vị. Tại vì đối với bản thân Nghi đi nha, là Nghi cũng thường là ví dụ như mình stress quá, mình nhìn cái này xong cái mình không được. Ví dụ như mình thêm 10 năm nữa mình nhìn lại cái này chắc chắn là giống như Hạnh nói gì đó, mình thấy nó nhẹ, đúng không? Vậy thì maybe nó cũng có trong một cái quyển sách Nghi từng đọc luôn, là nó cũng là một cách thức để mình tìm ra được cái hướng. Mình nói là mình sẽ tìm ra những cái hướng giải quyết khác nhau. Và mình nghĩ rằng là chưa chết. Right? Đúng. Chưa chết đúng không? Vẫn còn thở là vẫn còn gỡ. Còn thở thì vẫn có thể giải quyết được nó. Rồi nếu đó thì đó là một cái tip của Nghi mà nó merge chung với lại Hạnh luôn. Thì còn về phía của Hạnh thì cái áp lực đó, quay lại câu hỏi. Áp lực của thời trước, giữa và bây giờ như thế nào? Anh thấy hồi mà mới Hạnh chia ra, chắc là Hạnh chia ra một vài giai đoạn, trải ra một rất là nhiều hành trình khác nhau. Thì hồi lúc mà mới bước vô làm nghề, cũng làm digital marketing cho Lazada đời đầu, thì ra thực ra Hạnh nói cái áp lực đó thì nó là câu chuyện nói hơi mắc cười, nhưng mà kiểu thời đó thì Lazada toàn người nước ngoài mà, còn cái mình hồi đó thì mình lại kiểu ngôn ngữ của mình thấy kiểu gầm mờ lắm, nên là mình vô chọc áp lực đầu tiên là mình sợ người ta không hiểu mình nói gì và mình cũng không hiểu người ta nói gì. Áp lực về ngôn ngữ giao tiếp. Đúng. Nó đơn giản thôi, nhưng mà mình cực kỳ áp lực tại thời điểm đó. Lúc nào chuẩn bị bước vô phòng họp là hả, rất là kiểu nghe rất là tập trung, tại vì phải vừa nghe vừa đoán vừa tùm lum tà la mà. Là áp lực thời đó. Đúng rồi, áp lực hồi mới vô. Rồi Nghi sẽ hỏi thêm về cách giải quyết. Sau rồi bây giờ Nghi muốn đi tới đoạn tiếp theo đi. Đoạn tiếp theo thì là 5 năm tới 7 năm hả? 5 năm tới 7 năm tiếp theo đi là tự nhiên. Tới cái áp lực mà khi mà bắt đầu qua được áp lực đó thì lúc sau nó sẽ là có tới áp lực về số. Ở Lazada thì mọi người ai cũng ám ảnh về số hết. Mọi người chỉ nói chuyện với nhau trên số thôi, đạt hay không đạt thì nhìn số nói chuyện. Lúc sau mình sẽ có bị áp lực về số, nghĩa là đó, nó không có câu chuyện là xong việc hay mình lúc nào thậm chí về nhà vừa ăn là cũng phải vừa mở màn hình lên, mở laptop lên coi số về nhiêu rồi. Kiểu vậy, đi ăn với bạn bè cũng vậy, tỉnh thoảng mở ra coi số về nhiêu rồi, có cần phải làm gì hay không. Bị ám ảnh về số. Vậy là công việc nó bị cuốn theo cuộc sống của mình luôn, đúng không? Nhưng mà lúc đó mình lại thấy, gọi sao ta, mình lại thấy thích. Tại sao? Tại vì cái cảm giác mà mình thấy số đạt đã lắm. Rồi số không đạt thì sao? Số không đạt thì mình lại tìm cách làm, nhưng mà cái quan trọng là mình nhớ cái quá trình mà khó khăn thì mình sẽ dễ quên, nhưng mà cái lúc mà mình đạt được nó thì cái cảm giác nó rất là vô mốt. Vô mốt. Maybe là tại vì Hạnh là người kiểu luôn tìm kiếm kiểu là
phải achieve được một cái gì đó, nên là anh thích cái cảm giác đó. Chinh phục thách thức đúng không? Đúng rồi. Qua được là mình sẽ rất là khoái, rất là đã. Đúng rồi. Đó thì ở Lazada thì chỉ có áp lực đó thôi. Và mình cũng tại vì mình thích nó mà, là mình enjoy với nó. Đến lúc ra mở công ty, mở Nhi Mắt thì nó là một áp lực khác, kiểu tháng đầu tiên là hạnh gọi là hạnh bị gì ta, bị sốc. Tại vì mình cứ mình ra mình nghĩ là mình ra mình mở hay trình si thì khách hàng chắc cũng giống mình ngày xưa, nhưng mà không, đến lúc mở anh si mình làm việc với nhiều khách hàng mình mới tán ngửa là trời ơi thật là đa dạng và phong phú. Nhiều khi là mình không hiểu ngôn ngữ của họ luôn. Giống y chang như là cái áp lực lúc đầu. Đúng, dù là giờ nói tiếng Việt với nhau nhưng mà mình không hiểu người ta nói gì. Rồi cái áp lực rồi lúc đó mình tới bây giờ luôn thì mình thông thường mà mình bị khác biệt về cái sự hiểu đó giữa mình với khách hàng đó. Mình cố gắng adapt thôi. Mình tốn nhiều thời gian cho nó không? Không, Hạnh nghĩ là mình mất khoảng 3 tháng để mình làm quen với cảm giác đó. Do mình đặt expectation nó khác. Ngày xưa mình nghĩ là khách hàng nào cũng mô tả giống mình, kiểu nói chuyện là rất là kiểu đơn giản, trực diện, nhìn vào số. Nhưng mà đến lúc mình ra gặp hàng thì sẽ có những khách hàng hỏi không phải là số là một phần nhưng mà họ quan tâm đến những thứ khác nữa, hình ảnh rồi này kia. Thì mình chưa quen thôi. Mình cần thời gian ở đáp thì lúc đó cũng vượt qua được. Nó cũng kéo dài suốt 12 năm ấy chứ nhỉ, đúng không? Đi từ lúc mới vào cho tới lúc bây giờ luôn. Và dĩ nhiên rồi, tiếp theo nó vẫn luôn luôn có những áp lực. Thì đó là khúc mới vào nghề ở cái vai trò là agency thôi. Đầu công ty lớn lên đó thì anh nghĩ là đi mắt cũng khá là may mắn. Anh gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cần cái service đó nhiều. Nhà cũng ít người cung cấp nên là phát triển rất là nhanh. Nên đến một cái mức góc độ là 2-3 năm thì Hạnh lại gặp một cái áp lực khác, đó là áp lực chảy máu chất xám. Tại vì hồi đó mà khi Hạnh nói làm về performance marketing là có kiểu VMAX nói rất nhiều về nó và thị trường nó không ai làm nhiều. Thành ra là nhân viên làm cho tuyển fresh hết, tuyển mới và Hạnh đào tạo. Một mình Hạnh đào tạo. Đúng rồi, Hạnh sẽ đào tạo kiểu chương trình training đào tạo 6 tháng. Nhưng mà còn cầm tay chỉ việc sau đó, nhưng mà đào tạo chương trình rất là bài bản. Thì sau đó thì bị chảy máu chất xám là kiểu chỉ cần họ ở với Hạnh khi mắc khoảng 1 năm, 2 năm là bắt đầu ở ngoài trả lương gấp đôi, gấp ba là chuyện bình thường luôn. Thì lúc đó mình có cái áp lực kiểu, ủa cái business này nó có bền vững không? Chứ kiểu mà mình cứ ngồi mình tuyển vô xong mình đào tạo xong rồi người đi xong mình lại phải làm lại từ đầu. Thế thì nghĩ tò mò chút xíu thôi. Thế lúc đó khi mà đặt câu hỏi giống như vậy rồi thì cái hướng giải quyết mình có không? Có chứ, ý là mình bắt đầu lúc đó mình sẽ ngồi xuống mình coi, mình nói chuyện với nhân viên rất là nhiều để mình có cái lý do mà họ nghĩ là gì, mình có những cái giá trị nào khác bù đắp được cho cái chuyện mà cái gap về lương quá lớn vậy không, thì mình không thể nào mình đo với lại kiểu khách hàng không? Khách hàng họ cần có một người để trả cao, mình là cả một đội ngũ. Thì mình sẽ có phân tích ra là có gì mình có thể làm thêm được không, mình tăng thêm một chút về benefit hay là mình tập trung vào chuyện là kiểu con đường phát triển sự nghiệp của họ. Có thể là starting point nó không được cao nhưng mà tốc độ tăng trưởng nhanh. Thì nó cũng maybe là make up được cho nhiều thứ. Nói chung là mình sẽ làm rất là nhiều hoạt động để cố gắng là tăng, cuối cùng là tăng cái tỷ lệ retention rate ở lại của nhân viên. Nói chung là khá là nhiều những cái áp lực khác nhau ở những cái giai đoạn khác nhau của Hạnh. Quang thì em chắc là một em có thăng trầm giống vậy không, hay là áp lực của em thì từ lúc vào làm cho tới hiện tại bây giờ thì nó cũng sẽ chỉ, nếu như mà những cái phần về cái scope của mình nó không có thay đổi nhiều ấy, thì liệu nó là có phải là một cái áp lực nó chỉ một màu hay không, hay là nó sẽ có nhiều thứ khác nhau. Em nghĩ là với một bạn như em, những cái bạn fresh hoặc là junior, họ sẽ có những cái áp lực riêng của họ. Và đôi lúc là cái áp lực đó nó có thể chia theo stage luôn, chia theo giai đoạn luôn. Thì ví dụ khi mà em mới năm nhất năm hai vô cái ngành này thì người ta hay nói đùa một câu đó là cái ngành truyền thông là một cái ngành của sự từ chối, business of rejection that you have to expect it every damn day. Do hai bác gọi là Salutin và Goodby bác đó nói. Thì cái giai đoạn một của tụi em đó là cái câu chuyện mà mình phải gọi là chấp nhận rằng ví dụ cái idea mình đưa ra bị từ chối,
cái định hướng mình đưa ra bị từ chối, cái visual mình thiết kế bị từ chối, cái câu wording, cái câu message mình đưa ra mình được từ chối. Và có những cái hôm mà tụi em, tức là những cái đám intern, phải kiểu mình dành rất nhiều công sức, mình thức ngày đêm để mình có thể đưa ra một cái bài làm việc cho cấp trên của mình theo cái cảm quan lúc đó của mình là đã tốt nhất rồi, trong cái tầm sức của mình rồi. Nhưng mà sau đó sếp bảo là không, cái này chưa đủ, cái này chưa hay, cái này chưa tốt. Và mình phải ngồi làm lại, hoặc mình phải ngồi làm gọi là brainstorm lại từ đầu. Không, thì thường những cái bạn junior và fresh là các bạn không gọi là ở lại lâu được, là tại vì các bạn gặp một cái áp lực là bị từ chối liên tục. Thì sau đó là ví dụ khi mà các bạn đã vượt qua được cái giai đoạn đó rồi, khi mà các bạn đã tìm được cái cách làm việc chung với sếp của mình, thì phải, nó phải đến từ cái câu chuyện là sếp có hợp mình hay không, rồi môi trường và những thứ khác nữa. Thì qua cái giai đoạn đó rồi thì các bạn đến một cái giai đoạn 2, khi mà các bạn đó lên một cái level gọi là tầm khoảng là middle đi, hoặc là senior hơn một xíu, thì bạn đó phải gặp một cái áp lực, đó là cái áp lực phải chấp nhận một sự thật rằng cái ngành của mình là một cái ngành dịch vụ, đúng không? Mình là mình phải đi gọi là serve khách hàng, đúng không? Khách hàng họ sẽ có những cái yêu cầu, những cái đầu mục, những cái deadline rất là gấp, hoặc là những cái bài mà cần hoàn thành trong thời gian ngắn, hoặc là rất nhiều option khác nhau. Thì có nhiều bạn họ không có chấp nhận cái sự thật này, và sau đó họ làm tầm 4-5 năm, hoặc là 3 đến 5 năm là các bạn đó cũng sẽ bỏ để các bạn chuyển ngành khác. Có thể các bạn qua client, có thể là các bạn đi mở agency riêng, hoặc là các bạn đó theo đuổi một cái ngành khác. Chẳng hạn như là ví dụ một số bạn creative sẽ đi làm quay phim, có một số bạn đi làm gọi là mở một cái brand thời trang riêng của mình. Không, thì đó sẽ là một số cái áp lực mà theo như em và em tìm hiểu những cái người bạn xung quanh và những cái người anh chị xung quanh thì họ đang gặp phải cái điều đó. Với cái tập này á, thì áp lực biết kể cùng ai thì thật ra là ban tổ chức đã chuẩn bị cho mấy mình ấy là những hàng loạt những cái áp lực khác nhau được gọi tên, được những cái bạn từ nhiều năm kinh nghiệm cho tới năm kinh nghiệm cũng có luôn. Thì bây giờ mình sẽ có một cái hoạt động, một cái trò chơi nho nhỏ, nói là trò chơi chứ thiệt ra cũng không vui lắm đâu, là tại vì trả lời làm sao đó dơ, sau đó lát Hoàng Nghi sẽ hỏi rất kỹ, mọi người nên chuẩn bị. Đây là bản đồng ý ha, thì Nghi sẽ phát cho mỗi người một bản đồng ý. Đây là không đồng ý về cái quan điểm mà Nghi nêu đó, đây cái này đó. Và một lựa chọn thứ ba là ẩm ờ, là cũng không biết được rằng là muốn không đồng tình, hoặc là thậm chí là không có no idea, không có ý kiến gì hết. Rồi mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu ha. Áp lực biết kể cùng ai thì người ta nói rằng là KPI, nó là KPI, là gọi là BDAT á, gọi là đau khổ á, thì đặt ra nhưng mà chẳng bao giờ vươn tới được, áp lực chỉ là chạy số thôi. Thì mọi người đồng tình, không đồng tình hay là bình thường? Đây của Hạnh là không đồng tình. Hạnh nói thôi, sao mà không đồng tình? Nghi cũng thấy KPI nó cũng đúng là khổ hải thiệt mà. Tại vì lúc đại Hạnh có chia sẻ đó, đó là kiểu challenge đúng không, kiểu thách thức. Hạnh quen với chuyện đó ở Lazada, là chuyện mà đặt KPI và đạt được là nó, ý là nó diễn ra thường xuyên chứ không phải là lâu lâu mới đạt. Và sau này Hạnh làm với mở công ty thì tụi Hạnh cũng đặt KPI, nó cũng khó, nó không phải là lúc nào cũng là đặt cho chơi mà không để đạt, đặt là để đạt. Để đạt thì càng đạt thì mọi người sẽ có một cái gọi là một cái động lực để mọi người đạt được nhiều thứ, vươn lên đúng không? Còn em thì sao tự nhiên chống tay giống vậy? Ấm ờ là tại vì vừa đồng ý và cũng có thêm input. Rồi em input đi, chị muốn biết là tại sao. Chị là chỉ có ok hoặc không ok thôi. Thì KPI là em nghĩ rằng nó có thể đạt được. Và nếu như mọi người, tức là thường ở công ty của em là các BOD họ sẽ show ra là ok, nếu như đạt KPI này thì sẽ có những cái thưởng gì, nên đạt KPI này có thưởng gì, và mọi người đều cố gắng để mọi người gọi là hoàn tất cái KPI đó. Và cũng có rất nhiều năm mà tụi em đạt KPI của quý, của năm mà cũng đều hoàn thành được và đều được thưởng. Và có một cái nữa mà nó em nghĩ rằng lớn hơn, đó là KPI trong ngành mình nó không chỉ dừng lại câu chuyện là chạy số,
mà cái KPI ở đây mà nó có nhiều hơn những cái vô hình, chẳng hạn như là làm sao để mình có thể gọi là tìm kiếm một cái khách hàng mới, thì mặc dù họ không có contribute trực tiếp vào cái KPI chạy số của mình, nhưng mà đó sẽ là cái KPI trong tương lai, trong tiềm năng của mình. Hoặc là cái tỷ lệ mình giữ chân một cái người làm client nó như thế nào, thì có thể là năm nay là người đó đã hoàn thành chưa được, tức là người đó chưa có đem lại KPI nhiều như mình muốn, nhưng mà trong tương lai mình lại có thể gọi là làm việc cùng với họ và họ đem lại nhiều cái doanh thu hơn cho mình. Đó thì nó sẽ có nhiều cái loại KPI khác nhau, và thường thì em thấy là những anh chị giỏi á, là họ đều có thể estimate được cái lượng KPI đó, là không chỉ là nhìn trong một năm mà có thể nhìn từ quá khứ và nhìn đến cả tương lai luôn. Vậy thì em phải chọn giống Hạnh chứ hả? Đồng ý nhưng mà là input thêm input từ thêm. Góc nhìn, cho nên là cũng đúng rồi, em phải chọn giống phải có những cái năm thì mình không đạt KPI, nhưng mà tự nhiên năm sau mình lại đạt KPI hơn 20%, 30%. Lúc đó em thấy phi lý. Đúng, lúc đó mình thì tự nhiên mình thấy là phi lý, nhưng mà khi mà nghe anh sếp của mình giải thích là trong vòng 3 năm vừa qua là mình đã đạt tổng KPI cho cả 3 năm, mặc dù năm đầu mình không đạt KPI, mà trong 3 năm mình đã đạt được. Thì em thấy cái câu chuyện KPI nó có vẻ rõ ràng hơn rồi. Rồi tiếp nha. Sống trên đời phải có một lần làm khách hàng là client side đó. Bên client lúc nào chẳng sướng hơn agency. Đồng ý không? Hay không đồng ý? Bên client lúc nào cũng sướng hơn agency. Em là cái gì? Em là không. Em là không đồng ý hả? Em đang làm agency đúng không? Em làm client chưa? Em đã từng làm một thời gian và đang có những bạn làm client vẫn hay hẹn nhau chủ nhật đi cà phê. Ok, khoan cho chị chọn với, cho Nghi chọn với. Đùa thôi. Thế muốn biết thêm từ góc nhìn của em, em là không đồng ý đúng không? Em không đồng ý thì không đồng ý như thế nào? Client chị thấy cũng sướng hơn em gì? Tại vì em có những cái bạn làm bên client với em, thì em thấy rằng cái áp lực của họ nó kinh khủng hơn nhiều. Nó áp lực nó không chỉ đến từ, ví dụ như là bên agency mình là làm xong task, làm xong job, chạy xong KPI là xong. Nhưng mà với họ, họ có nhiều thứ hơn, và một cái đặc biệt đó là câu chuyện là họ phải đi giải quyết những cái thứ liên quan đến management, đặc biệt là gọi là quản trị những cái mối quan hệ ở trong phòng ban của họ. Thì có một lần em nghe một câu chuyện từ một người bạn của em, thì bạn đó là mọi người biết cái nước xả vải đúng không? Thì nó có cái nắp, thì cái nắp nó có những cái đường vân. Thì người tiêu dùng người ta phản ánh rằng là nhiều đường vân quá khiến lúc người ta mở người ta bị đau tay. Và bạn đó muốn đưa ra một cái thay đổi nhỏ thôi, đó là giảm cái số lượng đường vân lại để lúc mà vặn ra thì người tiêu dùng đỡ bị đau tay. Nhưng mà để mà làm được cái đó, bạn đó phải duyệt, phải đưa đề xuất cho sếp. Sếp phải duyệt rất là nhiều round. Khi mà đã duyệt nhiều round xong rồi, bạn đó phải đi qua bên nhà máy để xem là nhà máy họ có cái khuôn để họ làm cái nắp đó không. Mà làm nhà máy xong phải đi qua bên finance để tính toán chi phí, rồi phải qua bên legal and law để duyệt một cái nắp chai. Đúng không? Thì đó, tức là một cái nắp chai mà tưởng rằng là mình thay đổi một cái rack là xong. Nhưng mà nó phải tốn tận cả 6 tháng để bạn nó thay đổi một cái nắp chai đó. Và khi mà em có một lần cơ hội, một dịp là làm chung với bạn đó trong một cái dự án, và bạn designer bên em vô tình cắt, khi mà cắt cái ảnh á, thì cắt trúng cái nắp chai đó. Và sau đó là bạn nó rất là kiểu hoảng hốt. Và bạn nó phải feedback liền là tại sao lại cắt cái nắp chai nó như vậy. Tại vì tức là nếu như mình nhìn từ phía agency á, thì mình nghĩ rằng nó không phải một cái gì đó quá to lớn. Nhưng mà khi mà mình nhìn bên client á, thì đó là cái công sức của họ. Và công sức đó nó kéo dài rất là lâu, và họ phải bỏ rất là nhiều những cái mồ hôi nước mắt vào trong một cái công sức dù là nhỏ như vậy thôi. Thì tương tự luôn là làm bên client, họ sẽ có nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết hơn, và họ tại vì họ là người ở trên sẽ có những back sếp cũng phải gọi là họ cũng phải report cho những cái back sếp đó, mà họ cũng áp lực hơn rất nhiều. Quan trọng là sau 6 tháng thì cái gọi là cái ý kiến đó của bạn đã được duyệt đúng không? Thì chị dù sao chị cũng chúc mừng bạn. Tại vì có những client thậm chí chị biết rằng là sẽ không được duyệt. Và những cái idea mà bạn có theo đuổi như vậy, nhưng mà chị đồng ý là nó sẽ rất là lâu, và nó không phải là chuyện là dù một cái chi tiết nhỏ nhất mọi người nghĩ là sao mình nhìn vô là mình thấy liền, mình nhìn vô mình thấy khó chịu liền, nhưng mà thật ra nó không phải chỉ đơn giản là cái chuyện là đổi một cái, là đổi chỉ có một đội ngũ mình làm thì nó dễ, còn cái này là nó là nguyên một cái hệ thống, và nó nhiều khi mà nếu như là theo vùng hay là gì lớn hơn thì còn lâu, rất là lâu luôn. Nhưng mà cái đó chị cũng không gặp nhiều nên chị vẫn
còn Hạnh thì sao? Hạnh lúc nãy chọn cái này đúng không? Hạnh chọn cái này thì cái này nó cũng rõ ràng chứ, có chuyện lựa chọn là đồng ý không đồng ý mà sao lại là cái này? Hạnh thấy nó giống nhau. Giống nhau hả? Tại vì cơ bản Hạnh là người đi land đúng không? Dạ. Mà cuối cùng Hạnh chọn đi làm agency bởi vì đó Hạnh muốn là mình học được nhiều thứ hơn, mình có cơ hội tiếp xúc được nhiều ngành nghề hơn, cái learning curve của mình rộng hơn. Cho Nghi hỏi nha. Nó ngược với lại cái Nghi hỏi nhanh luôn. Thế thì ví dụ như là do Hạnh đang là coi như là đang điều hành một cái công ty. Nên cái góc nhìn của mình từ agency nó có liệu nó có khác so với lại nếu như mà mình mà, làm cho okay, agency với nhân viên không? Nhưng mà lúc đầu lúc mở công ty ra có 5 người à, là Hạnh làm đủ luôn, Hạnh làm từ là BD làm ạch cao xong rồi xét ẹt luôn á. Cho nên là thấy như nhau đúng không? Đúng rồi, thực ra là nói chung là nó sẽ có những cái áp lực khác nhau, giống như là với client thì mình maybe là hồi làm ở Lazada thì nó bị nó gọi là độ sâu á, như là mình sẽ phải quan tâm đến nhiều thứ hơn trong công ty của mình. Ok. Nhưng mà qua làm agency thì mình phải quan tâm nhiều client hơn. Dạ. Cùng lúc đúng không? Nó là cái kiểu sâu với lại rộng. Ok, rồi Nghi cũng đồng ý với quan điểm, tự nhiên nó có thêm một góc nhìn nữa. Rồi, tiếp theo. Du lịch hoặc là team building cùng công ty thì đơn giản chỉ là đổi chỗ chạy deadline mà thôi. Đúng hay sai? Đồng ý hay không đồng ý? Một, hai, ba, là không có gì rõ ràng hết. Không có gì rõ ràng hết. Không đồng ý hả? Em đi du lịch với công ty chưa? Mọi người đi du lịch với công ty, đi chung với nhau team building thì như thế nào? Đi rất nhiều. Như thế nào? À, em nghĩ rằng là nó sẽ tùy, tức là bạn đó với bạn tùy. Đó cái đây là định nghĩa tùy. Depend. Ví dụ như là hồi đó có một lần tụi em đi cắm trại và mọi người cũng làm việc ở cái khu cắm trại đó luôn. Nhưng mà với những bạn trong công ty, những bạn đó thích thiên nhiên, các bạn đó cảm thấy là cái việc mình đi cắm trại kế bên con sông nó rất là truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn chạy deadline. Thì với các bạn là cái việc đó là nó rất là vui và các bạn có cái năng lượng để các bạn làm hơn. Nhưng mà với em thì em thích văn phòng cà phê hơn. Thì em đi cái đó thì cũng vui nhưng mà hơi nhiều mũi, hơi nắng xíu. Đó thì em nghĩ là cái đó là sẽ tùy vào cái gọi là cái gu chạy deadline của từng người. Dù gì thì đã đi du lịch rồi còn chạy deadline gì nữa mọi người ơi, mọi người ơi. còn Hạnh thì sao? Hạnh là do xong mình không? Sắp xếp công việc thôi. Thì tại vì Hạnh thấy á, thật ra là có những cái company trip mà công ty thông báo được sớm là các bạn cũng sẽ thông báo được sớm cho khách hàng luôn. Nhưng mà dự án có nhiều cái nó cứ chạy hoài. Đúng rồi, thì Hạnh mới kêu là nó quan trọng chị mình sắp xếp tới đâu thôi. Nhưng có những thứ ví dụ như là có Hạnh chạy những khách hàng là gọi là chạy thương mại điện tử là chạy on way on rồi đúng không? Nhưng mà đến những ngày đó cơ bản là mình tránh những ngày campaign của người ta ra. Rồi những ngày đó mình có thể setting những cái kiểu là những cái rule mà cho hệ thống nó tự chạy. Set ngân sách ở mức cố định xong rồi mình cũng nhắn với khách hàng luôn là mình đi coming trip thì mình chỉ available ở khung giờ này thôi. Thì nói chung là nếu mình có sự chuẩn bị mà đủ kỹ càng thì Hạnh nghĩ là mọi người cũng có thể vẫn enjoy được company trip. Còn nếu mà kiểu chuẩn bị không kỹ thì đúng là đến lúc đó là ngồi về vừa. Giờ mình sắp xếp thời gian biểu của bản thân thôi để mình có thể cùng đi chung với lại công ty, cùng đi chung với lại những đồng nghiệp của mình. Rồi khi mà mình gọi là apply hoặc là làm trong một công ty á thì hay có cái khung gọi là giờ làm việc linh hoạt. Thì các bạn này hỏi là giờ làm việc linh hoạt đơn giản là OT bất kể ngày đêm. Thì tức là nó không có cái khái niệm giờ làm việc linh hoạt. Đơn giản rằng là muốn lúc nào OT thì nó OT, chứ ví dụ mà đôi khi nó cũng sẽ có cái chuyện là kêu làm việc từ 9 giờ cho tới 5 giờ chiều hoặc là 9 giờ tới 6 giờ chiều chẳng hạn đi, thì cũng sẽ có OT. Vậy thì mọi người bảo rằng là làm gì có chuyện giờ làm việc linh hoạt, lúc nào cũng sẽ là OT bất kể ngày đêm. Vậy thì đúng hay sai? Em có OT không? Em không OT hả? Có chứ. Em có OT không? Có OT. Có OT ạ. Hạnh thì phải OT thôi. Hạnh bây giờ là phải OT. Rồi, thì nhưng mà nếu như mình đứng ở cái góc độ người làm việc mà gọi là các bạn nhân viên nhiều hơn đi. Ha. Thì cái câu này nhận định thì nó có, tại vì Nghi cũng hay nằm vùng mấy cái group lắm. Nghi thấy các bạn cũng OT nhiều, các bạn cũng than thở nhiều lắm. Thì
liệu đó có phải là một cái áp lực, một cái nỗi đau mà của các bạn mà bây giờ đang chưa giải quyết được không? Đúng nhờ. Thì cũng đâu có cách nào giải quyết ra đúng không? Ok, Hạnh chia sẻ một chút ha. Ở công ty Hạnh thì tụi Hạnh cũng sẽ có đăng ký OT. Nhưng mà Hạnh xác định rõ luôn đó là tại vì mình làm professional service mà. Kiểu là job của mình, khúc đó mình tự xoay sở sao để xong là xong. Nhưng mà Hạnh vẫn open cho, công ty vẫn open cho những cái dạng OT. Kiểu như là cái campaign đó giống như đó, 6 tháng 6, 7 tháng 7 cơ bản là có vào cuối tuần thì mình vẫn phải làm cho khách hàng. Kiểu cái đó là cái thứ mà mình không kiểm soát được, những thứ mà kiểu ngoài tầm kiểm soát của mình. Mình phải làm thì nó vẫn là OT, vẫn là phải đi đăng ký OT, vẫn phải trả OT cho các bạn. Còn có những thứ mà nó là chuyện mình sắp xếp công việc mà khách, đúng không? Khách đưa ra một cái job xong rồi mình hứa với họ là deadline là ABCD, mình tự mình quản lý. Đúng đó, các bạn phải tự xử lý dựa vào năng lực của mình thôi. Anh thấy vẫn có những bạn mà anh thấy là mọi người nói vậy chứ anh vẫn thấy có những người người ta vẫn làm sao một quản lý thời gian của người ta tốt lắm. Anh thấy là kiểu người ta biết sắp xếp công việc, có gia đình đồ này kia, vẫn có thời gian cho bản thân trong ngành mình là bình thường. Sự khác biệt là gì? Sự khác biệt nó là chuyện là mỗi người tự sắp xếp công việc. Có khi nào có một cái trường hợp là nó không phải là chuyện liên quan tới deadline. Nó là chuyện mà mình đã xong cái công việc đó rồi, nhưng mà sếp nhờ mình làm một công việc khác. Nó trước đó chưa hề được mention tới chứ hiện. Và để mình giải quyết được cái công việc này mình sẽ phải OT để giải quyết nó. Thì nó có phải là cái vấn đề là mình sẽ phải biết cách để say no không? Mình có dũng khí để say no hay không? Em có dũng khí để say no không Quang? Em nghĩ là nó sẽ tùy vào cái độ hứng thú của em với cái project đó. Tại vì em cũng hay tham dự một số cái project bên ngoài, kiểu như là nghiên cứu về văn hóa hay là nghiên cứu về sự sáng tạo của người Việt Nam. Thì những cái chủ đề đó là những cái chủ đề mà em rất là thích. Và em thật ra gọi là OT nó cũng không đúng, tại vì lúc đó là mình còn kêu sếp là sếp rủ thêm mấy đứa vô nữa đi. Tại vì em thấy nó thú vị. Đồng thời sẽ có những cái chủ đề mà mình cảm thấy nó chưa ổn lắm. Lúc đó mình mới hẹn bảo là thôi có gì ngày mai em với sếp ngồi discuss cái này. Tại vì em cũng thấy nó chưa có make sense để mình làm ở thời điểm hiện tại. Thì mình sẽ tự gọi là điều chỉnh khéo léo một xíu để làm vừa làm sếp. Em nghĩ vậy. Rồi chúng ta sẽ qua tiếp một cái câu nói ám ảnh. Câu nói gây ám ảnh là chị cứ thấy nó sao sao á. Đưa sản phẩm ra xong rồi cho khách hàng, xong rồi chị cứ thấy nó có sao sao á. chưa. Dạo gần đây nó còn có thêm cái phần là em ơi em có thể thiết kế làm sao cho nó wow. Wow thì là wow á, em wow á em. Thì cái đó là liệu có phải là mình không bao giờ có thể hiểu được khách hàng ở sếp muốn gì hết trơn. Khác biệt quá. Đồng ý hả? Giờ rất là nhanh. Xin hãy cho thêm một cái góc nhìn hoặc là một cái idea nào đó ý tưởng. Tại vì cái Hạnh nghĩ là sao ta, bản thân Hạnh nha. Sao thì... sao hả? Hạnh. Tại vì hàm là những cái thứ gì đó không phải là chuyên môn của mình. Ví dụ như các bạn Hạnh thì dân số mà ra mà các bạn làm cho Hạnh một cái banner poster gì cho phục vụ mục đích của Hạnh đúng không? Nhìn Hạnh thấy nó sao sao, kiểu thấy nó không có đẹp. Chứ mà đúng là mình đâu có chuyên môn đâu để mình nói cho các bạn biết được là nó phải thay đổi như thế nào, thay đổi như thế nào. Hạnh có thể nói là cái này nhìn kiểu trẻ con quá, Hạnh muốn nó sang lên, nhìn professional hơn vậy thôi. Nên là Hạnh là người nói câu đó. Tự tha thứ cho mình. Rồi hy vọng là mấy bé nó cũng tha thứ cho Hạnh. Còn em thì sao Quang? Còn với em thì dạo gần đây em đã tránh để nói những câu đó rồi. Thì thật ra thì làm, nhưng mà có ai nói với em không? Có ai nói với em không hả? Nhìn plan của em sao sao á. Thực ra thì thường sẽ không, tại vì những người sếp ở trên của em khá là giỏi và họ đã kinh qua nhiều cái vị trí. Cho nên là khi mà họ bán một cái plan thì thường sẽ được buy, và nếu như không buy thì sẽ có những cái rationale behind tại sao nó không được buy. Nhưng mà có một cái câu chuyện là em cũng đã từng give cái comment là nó thấy nó sao sao đó với một số bạn creative. Tại vì về cơ bản là mình cũng không biết gì về art đúng không? Mình cũng không biết gì về gọi là câu chữ. Và lúc đó là em đã cố gắng rất là nhiều. Em đi học một số cái khóa liên quan đến gọi là copywriting. Để mình hiểu xem là tại sao họ nói cái ngôn ngữ đó, gọi là cái ngôn ngữ sáng tạo, ngôn ngữ nghệ thuật không? Thì em cũng học, thì làm một thời gian sau thì cũng ổn hơn một xíu. Nhưng mà em vẫn không học được art.
em vẫn không biết làm sao để feedback một cái hình ảnh, tại sao lại có cái họa tiết này, tại sao lại có cái màu sắc này, em vẫn chưa feedback được luôn. Và đến bây giờ mà khó mà nên chị mới nói chị cũng tự tha thứ cho mình nhiều lắm, tại vì tại vì các bạn mà trong team của Nghi á cũng là thuộc dạng production mà, cho nên là Nghi cũng kiểu Nghi không thể nào nói được là cái bố cục của nó như thế nào. Nghi chỉ bảo là chị thấy chưa ổn, chị thấy chưa được lắm, mấy đứa hãy cho chị một cái gì đó để chị có thể wow hơn được hay không. Tự nhiên á, cái chân dung này là cái chân dung của Nghi, tức là nhưng mà thật ra á là về một cái những cái về chuyên môn khác á, thì mình có, nhưng mà về cái sự mà gọi là feedback á, thì nó sẽ phải cần tìm hiểu thêm rất là nhiều. Nên đôi khi á, là Nghi cũng thường hay hỏi các bạn designer, bây giờ chị feedback á, chị cũng biết rằng nó chung chung, nhưng mà bản thân em nhìn em cũng thấy là nó sao sao thiệt đúng không, thì bây giờ mày có thể có cách nào để giúp cho chị feedback cho em mà tốt hơn, thì chị sẽ hỏi ngược lại để chị tìm cách chị giải quyết giữa cái chuyện đó, chứ cái này là chị đã thấy sao sao rồi, chắc chắn nó không đi được. Tại chị feel của chị và kinh nghiệm nó nhiều hơn, chứ nó không phải là cái chuyện rằng là xấu đẹp mà mình nói cái thẳng thừng được. Đấy, thì cái đó là nó cũng là một cái trải nghiệm riêng của Nghi với lại của chị. À, rồi chiều thứ sáu vào họp, sáng thứ hai phải gửi file, thì lúc nào cũng vắt chân lên cổ để chạy deadline hết, có không? Có chiều thứ sáu vào họp sáng thứ hai em có à? Em là chị cảm thấy em mới vào nhưng cũng trải nhiều đau thương lắm. À, chiều thứ sáu nhận brief nhưng mà chủ nhật là phải present. À, tại vì chủ nhật phải present cho team ở Việt Nam. Dạ. Sau đó thứ hai là đi present cho team ở vùng ở nước ngoài. Thì đã trải qua những cái đau thương đó rồi. Khổ quá em hả? Vậy sao em còn theo nghề hay vậy em? Tại thấy nó ý nghĩa. Còn Hạnh thì sao? Hạnh thì em thấy là ý là nó cũng phải tùy tình huống, nghĩa là cái tình huống đó là như anh nói là nó kiểu nó gấp thật, tính chất nó gấp thật, khách hàng cần nó thiệt, không có mình khách hàng sẽ ảnh hưởng tới khách hàng rất nhiều, ABCD. Thì mình vẫn phải cố gắng hỗ trợ họ thôi. Nhưng mà nếu có những thứ mà mình thấy là đợi thứ hai đến thứ ba thêm ngày nữa cũng không chết ai đó, thì mình sẽ phải từ chối, tại vì rõ ràng là mình nhận vậy, thứ nhất là cái thứ mình làm cũng chưa chắc là tốt nữa. Rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cả kiểu cuộc sống của bao nhiêu người. Nghi tò mò cách gọi là Hạnh thường sẽ giao tiếp với lại các bạn trong team như thế nào khi mà nó rơi vô cái tình huống là thật sự cần là gấp thật. Thì thường là Hạnh sẽ thuyết phục hoặc là giao tiếp hoặc là trao đổi với các em như thế nào để các em cảm thấy ok, muốn làm để vì Hạnh. Hạnh nghĩ là cái cách mà trước giờ Hạnh luôn quan niệm cái thứ đơn giản nhất, cách trình bày kiểu dễ dàng nhất là nói nó thật nhất, một cách chân thành nhất, thì Hạnh có sao nói vậy thôi. Mình sẽ mô tả lại cho các bạn là tình huống nó là như thế nào, tại sao mà cái này mình phải làm liền, không có đợi được. Rồi sau đó là có bao giờ rơi vào trường hợp là nó bỏ rơi mình vào thời điểm đó không, tức là mình thật sự cần lắm nhưng mà em nó bận quá, em nó không sắp xếp được vào thời điểm đó, nhà nó có chuyện gì đó chẳng hạn. Thì cũng có rồi, thì lúc đó thì mình lại tìm đến sự trợ giúp khác thôi. Cơ bản tìm đông mà. Ok, tìm đông. Tìm đông mà sẽ tiếp tục đông nữa nha mọi người. Rồi, một câu cuối cùng cho cái phần liên quan tới họ nói này. Sáng để idea, trưa để idea, tới đêm đi ngủ cũng nghĩ về idea. Bảo não mọi lúc mọi nơi, để idea như gà đẻ trứng. Thì làm trong ngành sáng tạo như làm mấy chị em mình ấy, thì mọi người có cảm thấy là cái này nó phổ biến không? Idea liên tục, lúc nào cũng bị đòi hết, idea hết. Hạnh không có à? Hạnh không có trải nghiệm đó. Không có trải nghiệm đó hả? Hạnh là số liên tục thôi. Vì sáng số liên tục, trưa số liên tục. Thì cái đó là có. Lúc nào cũng nhìn số là có. Số thì nhiều khi nó trực quan hơn, nên là cũng nghi tò mò nhiều hơn về về quan, là liên quan trực tiếp với idea và liên quan tới cái plan của em chẳng hạn. Nào cũng phải có để idea ra, plan thôi, em phải có idea chứ đúng không? Em cũng phải làm việc với các bạn rất là nhiều. Suy nghĩ với các bạn creative. Dạ. Thực ra thì không biết cái này nó có phổ biến với trong tất cả agency không, nhưng mà thường những agency em làm nó có một cái câu là cái gì mà một rep bán hoài vậy? Tức là một cái idea mà brand nào cũng muốn bán, hoặc là một cái idea, một cái reference về mặt treatment hoặc là về mặt hình ảnh đi, brand nào cũng muốn bán. Tức là sao? Tức là cái ngành hàng đó, ví dụ mình bán cho một cái ngành hàng sản phẩm là
điện thoại. Nó là một cái hình ảnh gì đó rất là năng động, rất là sôi động. Mình đem cái hình ảnh đó, mình đem qua một cái thương hiệu làm bóng đá. Mình đem cái thương hiệu đó, mình ra qua một cái thương hiệu làm nước tăng lực. Thì mặc dù cũng đúng là agency sẽ có những cái sự đa dạng về ngành hàng, đa dạng khách hàng khác nhau. Nhưng mà sẽ có một số cái gọi là liên quan đến idea, liên quan đến reference mà các bạn creative, các bạn nó có thể gọi là xoay sở làm sao để trong một thời gian ngắn là vừa hiệu quả và vừa đạt được cái hiệu suất. Các bạn đó sẽ đem một cái idea, các bạn sẽ đi bán nhiều lần. Và thường thì nó sẽ hiệu quả. Và cái câu chuyện là sáng để idea, tối để idea thì nó đúng. Và idea cũng có thể là những idea rất là mới, rất là hay. Và đồng thời cũng sẽ là cái câu chuyện mình sử dụng những cái idea đã bị từ chối từ trước để mình cố gắng mình bán lại. Cũng được đó nha, nhiều lắm á. Nhiều trường hợp chị thấy idea nào không hợp với khách hàng này, nhưng mà với khách hàng khác thì họ cảm thấy oh wow, em được đó ha. Là xong rồi tiếp tục là mình có thể process tiếp. Rồi những cái phần nội dung mà về họ nói thì còn nhiều nữa, nhưng mà mình hòm hòm lại là như vậy thôi. Những cái tập chương trình này của mình á, chủ yếu là dành cho các bạn gọi là có thể là đang làm nghề về marketing luôn, hoặc là những cái bạn là gọi là cũng là hơi chập chững, mới mẻ chút xíu. Các bạn này lúc này mới là chưa có định hình nhiều về cái tính chất của công việc. Nghi muốn biết là ở cái vai trò là những cái người đi trước, ít hoặc nhiều kinh nghiệm cũng được, nhưng mà nếu mà mình cho một cái lời khuyên để cho giúp các bạn giảm được hoặc là đối mặt với những cái gọi là áp lực mà nãy giờ mình đi qua đó, thì bản thân Hạnh sẽ cho những cái lời khuyên như thế nào cho những bạn đang làm nghề và những bạn đang đứng giữa ngã ba đường chọn có thể vào marketing là sắp á. Cho Hạnh hỏi lại, này là lời khuyên cho các bạn hai đối tượng, những bạn đang làm vào nghề rồi mà gặp áp lực thường xuyên, đúng không, và những cái bạn là chưa vào nghề, chưa vào nghề sao có áp lực nè. Chú ý vô luôn nè. Rồi với vai trò là người hai vị khách mời là với vai trò là đã vào nghề lâu và cũng mới vào nghề, thì những cái lời khuyên hoặc những cái góc nhìn của mình đều có những cái rất là giá trị đối với những cái bạn đang làm trong nghề. Thì Hạnh á, Hạnh sẽ khuyên như thế nào đối với những cái bạn mà đang làm trong lĩnh vực về marketing và cách là vượt qua những cái áp lực của họ mỗi ngày. Thôi Hạnh nghĩ là Hạnh sẽ chia sẻ lại cách mà Hạnh dùng khi mà Hạnh gặp áp lực đi, hy vọng là mọi người dùng được ha. Thì chuyện đầu tiên là Hạnh sẽ xác định coi là kiểu tại sao Hạnh áp lực. Xác định ý là nhiều người áp lực mà hỏi là ủa tại sao em áp lực, chị cũng không rõ nữa. Tự áp lực ngang vậy à. Mình hiểu vấn đề cốt lõi của nó. Thì thường Hạnh thấy là vấn đề cốt lõi của nó chỉ là mình đang mong muốn làm một thứ gì đó, hay mình có một mục tiêu mà mình thấy khó quá, hay là mình thấy là có khả năng mình đạt không được. Thì thường vậy là các bạn sẽ hay áp lực. Thì lúc đó câu hỏi đầu tiên mình sẽ phải trả lời đó là lỡ mà mình không đạt được á thì mình có chết không, giống như nãy chị nói đúng không, ý là trường hợp tệ nhất thì nó là sao, có chết đâu mà đúng không. Trường hợp tệ nhất là sao, có bị mất cái job đó không, rồi có bị đuổi việc hay không, rồi có bị chết không. Khi mà mình xác định được là trường hợp xấu nhất rồi á thì là mình đã kiểu đỡ áp lực một chút. Biết là cái worst case nó là chỉ vậy thôi mà, đâu có thể tệ cùng hơn lắm được. Thì vậy thôi, cùng lắm là vậy thôi, bước đầu tiên. Bước thứ hai là mình liệt kê ra là vậy thì giờ mình có những cái thứ gì mà mình có thể làm được nha. Mình tập trung vào chuyện là liên quan tới mình thôi, tại vì liên quan đến người khác là mình không thay đổi được. Những thứ gì mà mình có thể làm được liệt kê ra, ghi ra những thứ mình có thể làm là bước thứ hai. Thì khi mà mình ghi ra được những thứ mình có thể làm là mình cảm thấy có một con đường, an tâm hơn được chút, đỡ áp lực hơn. Bước ba là cứ vậy mà làm thôi. Và keep track cái những việc mình làm thì lúc đó tự các áp lực nó sẽ bớt. Nó còn ở đó nhưng mà mình đỡ cái cảm giác lo lắng hồi hộp. Tức là nhiều khi mình chỉ mình sợ mà nó lớn ác mình luôn. Cho nên là cứ làm theo cách của Hạnh rồi từ từ mọi thứ nó sẽ đâu lại vào đấy thôi. Đó là cách của Hạnh. Chị muốn nghe cách của Quang, sau đó chị sẽ share một cái góc nhìn cách của chị riêng. Thì Quang em share thêm đi. Với em thì mỗi khi mà mình cảm thấy áp lực á thì mình hãy đi nói chuyện với những người khác. Tại vì sao? Tại vì em thấy rằng là các bạn dễ khi mà bạn áp lực, tức là các bạn đó đang nghĩ rằng là mình đang thua những người xung quanh. Đúng, kiểu như làm một cái job mình không làm được, những người xung quanh làm được. Hoặc chạy KPI mình không chạy được, những người xung quanh chạy được. Thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện ở đây là nên nói chuyện với những người xung quanh. Tại vì biết đâu rằng những người xung quanh họ cũng đang áp lực giống như mình. Đúng,
mình đang chỉ gọi là cho rằng mình đang là assume rằng là những người xung quanh họ không áp lực hoặc là họ có ít hơn, thì khi mà mình ngồi xuống mình nói chuyện như vậy thì mình sẽ biết được rằng là cái cách mà những người xung quanh họ đã vượt qua áp lực nó như thế nào. Có những người họ ngồi thiền, có những người họ đi nhậu, có những người họ đi ngồi nói chuyện với người này người kia. Thì em nghĩ rằng là khi mà mình đã ngồi nói chuyện như vậy rồi, mình có thể thử những cái cách mà họ đã vượt qua áp lực, hoặc là mình có thể tự tìm ra một cái cách áp lực của riêng mình. Với em thì khi mà em bị áp lực thì em sẽ đi coi quảng cáo, coi quảng cáo thái. Thì khi mà mình đã hơi vui, mình đã có dopamine trong người rồi, thì lúc đó là mình sẽ có gọi là một cái góc nhìn gọi là tươi sáng hơn về cái vấn đề, để mình gọi là tạm quên đi cái áp lực để mình tiếp tục mình làm việc. Chị đề nghị ban tổ chức phải làm một cái tập về đào sâu về quảng cáo thái. Chị thấy nó giống như là một cái liệu pháp về tâm lý để mọi người có thể giải tỏa được áp lực đó. Đây không phải là trường hợp đầu tiên nha mọi người. Nhiều trường hợp lắm rồi, cho nên là mình cứ tiếp tục theo dõi để mình coi thử rằng là cái trường hợp mà Nghi nhắc tới là ai ha. Bản thân Nghi, bản thân chị thì cái cách vượt qua áp lực á, nó giống như là nó vẫn ở đó đúng không? Nên là nếu như mình sợ thì không thay đổi được gì. Nên là cách mà nhanh nhất là lao thẳng vào nó. Đi cho nhanh, qua lẹ, tới lẹ, qua lẹ. Rồi Nghi có một cái quan niệm là thường là mình có cảm giác mình sợ là sau khi là mình chưa làm thôi. Tức là mình chưa có nhảy vô mình làm thì mình sẽ bị lấn át rất là nhiều thứ về mặt cảm xúc. Thì mình nhắm mắt đi, mình lao vô, mình đi, mình làm, mình thử nó, mình vượt qua nó, xong rồi sau đó mình thấy mình thử. Thì đó là cái cách của Nghi, Nghi đã áp dụng và nó cũng cũng dựa trên nhiều thứ lắm. Tức là chị cũng vẫn chưa giống em, chị cũng cũng ngồi thiền, nói thiền thì chắc cũng chưa đạt tới ngưỡng đó thôi, nhưng mà kiểu là cũng một mình để mà tự và viết. Chị là dân viết nên chị viết ra rất là nhiều, thì nó giải quyết rất là nhiều thứ, những cái áp lực đó. Và cái cách mà của Hạnh nói là cái cách mà Nghi áp dụng là Nghi xác định được chính xác nó là cái gì, vì nó rất mơ hồ. Mình không ngồi xuống để mình định hình được nó, mình define nó, thì nó rất mơ hồ. Mình cứ nghĩ rằng mình sợ cái này nhưng mà thật ra là nó không phải, nó là còn nhiều cái khác nữa. Cho nên là qua cái tập này hy vọng rằng là những bạn đang bị áp lực á, dù là ít hay nhiều, thì đều sẽ tìm ra được một cái cách từ phía những khách mời của mình để mà có thể áp dụng nó trong cái cuộc sống và công việc riêng. Rồi để kết thúc cái chương trình thì Nghi sẽ có một cái câu hỏi cuối cùng, phân thôi, là bởi vì chủ đề của mình là sự nghiệp hạnh phúc cho marketer thì nó vẫn sẽ liên quan tới hạnh phúc. Thế thì nếu như mà chúng ta được lựa chọn một cái việc gì đó, một cái hoạt động nào đó mang lại cái niềm vui, mang lại hạnh phúc cho mình và mình có thể làm nó mỗi ngày, thì mọi người sẽ chọn nó là cái gì? Mời Hạnh trước nha. Ok. Thứ mà Hạnh nghĩ là Hạnh làm hoài sẽ không bao giờ chán, đó là trải nghiệm những thứ mới. Trải nghiệm những thứ mới. Trải nghiệm thứ mới thì nó không chán được. Người thích. Nhưng mà là trải nghiệm những thứ mới, thế là cứ mỗi ngày đều phải tìm một cái gì đó mới để làm. Liên tục luôn. Không sợ gì hết, không ngán gì hết. Và lúc đó mình sẽ còn có một cái cảm giác khác đi phụ và cũng rất đã, đó là mình thấy là mình học kiểu phát triển mà mình học thêm được cái gì đó mới. Mọi người để đi, mọi người làm cái mẹ, gì đó đúng mới. Cỡ gì mọi người cũng học được cái gì đó từ cái chuyện đơn giản nhất. Cảm giác giống như là hãy luôn say yes tới những cái gọi là những cái cơ hội mà nó tới với mình đó, đúng không? Phải không? Cũng phải có lựa chọn. Đúng rồi, bạn có lựa chọn nha. Cái này chỉ là 7 thôi, gà thôi. Rồi còn Quang thì sao? Nếu như mà chuyện gì làm cho em hạnh phúc vui mà làm mỗi ngày? Em nghĩ rằng coi quảng cáo thái nha. Không, quảng cáo thái thì một phần thôi. Một phần nữa là trải nghiệm những thứ mới. Nhưng mà em nghĩ cái mà khiến em cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày đó là mình đi break the norm. Tức là ở ngoài kia em thấy là có rất nhiều những cái định kiến mà chúng ta hay đặt cho nhau. Chẳng hạn như là millennial không biết xài TikTok, không, Gen Z thì thích xài TikTok hơn. Không, thì em cảm thấy là có những cái gọi là những cái social norm, những cái mà người ta đang gán ghép. Em cảm thấy nó không đúng. Thế thì em sẽ collect những cái đó rồi em đi giải quyết nó hả? Thì em sẽ có một cái thú vui, đó là em có một cái nhóm bạn nhỏ, những cái bạn làm nghề quảng cáo giống em. Tại vì người ta hay bảo rằng là quảng cáo là một cái nghề gọi là stereotype, đúng không? Mình hay định kiến những người khác. Thì em nghĩ rằng là thật ra thì nó cũng tùy. Và em gather một nhóm nhỏ để tụi em chia sẻ những cái bài viết, những cái quan điểm, để tụi em có thể gọi là có một cái góc nhìn nó khác đi.
về những cái định kiến mà người ta đang gọi là tạo ra cho người khác. Ừ. Và đợt vừa rồi thì tụi em cũng làm đâu đó khoảng 1-2 cái report để gửi cho một số anh chị trong ngành. Thì em có vẻ rất yêu nghề, rất yêu report, rất yêu plan. Thực ra em rất thích, em rất yêu người tiêu dùng. Nhiều lúc mình cảm thấy nhiều lúc mình cảm thấy người tiêu dùng họ bị frame á, họ bị áp đặt. Mình không cảm thấy gọi là muốn đấu tranh cho họ đó. Thì đó là cái niềm vui mỗi ngày của em. Ok em. Những công ty của em đang rất là quý em luôn á. Tại vì đang có một cái sự gọi là rất là đam mê và hăng say dành cho nghề, gọi là on in hết luôn cho nghề của mình. Lời cuối cùng thì với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, là nó bên cạnh đó là nó có rất là nhiều cái tiếng cười và những cái chia sẻ nó cũng rất là sâu sắc. Nên là Nghi một lần nữa cảm ơn Hạnh và Quang đã dành thời gian ngày hôm nay để có mặt trong tập liên quan tới về áp lực biết kể cùng ai. Thì qua cái tập này thì coi như là các bạn cũng có thể là một phần đã biết kể cùng với chúng tôi rồi đấy, là và chúng tôi cũng đã đưa ra một những cái giải pháp cho bạn rồi. Thì cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.